Xin thân chào hết thảy các bạn yêu cờ. Trong video này S xin giới thiệu với các bạn hai trận đấu hay và hấp dẫn của ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất. Với những trận đấu luôn đầy biến hóa, công thủ sâu đòn, đẳng cấp hàng đầu của làng cờ TQ và thế giới hiện nay. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Hàng sách tay kính thương hiệu thời trang SoBC phiên bản giới hạn full bác. Các bạn nào thích chơi hàng thương hiệu, phiên bản giới hạn khỏi sợ đụng hàng thì liên hệ với S qua Zalo số điện thoại 0909113210. S sẽ gửi hình và video từng loại để các bạn chọn nhé. Giá 1.499.000 đến 2.499.000, giá sắp trên 10 triệu. Chứ Chứ将军。吃。吃吃吃吃
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。吃。吃。将军。吃。
吃 吃 将军将军Tới đây đỏ buông cờ nhận thua chứ không chịu để Vương Thiên Nhất xuất chiêu sát cục đẹp mắt. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai của Vương Thiên Nhất.吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 将军
吃。将军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 。吃。
将军。将军。将军。Tới đây Tôn Dũng Trinh cũng buông cờ nhận thua chứ không chịu để Vương Thiên Nhất sổ loạt chiếu sát cục đẹp mắt. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.